Đứng bên thế này nặng cái này được rồi. Bên kia quay là chẳng thấy. Dưới này chẳng đào. Mặt bá em rửa là ít vào mày biết không, cái gì ít mụn không, cái mụn gì em rửa ít gì. Hôm qua có mụn cám, em ái sơ cái mụn cám đi đi mà làm nhẹ thôi, nó chỉ dịu qua vậy nè. Mày nó cắt là họ sợ đó mày. Em cắt thử rồi. Em cũng được. Chị đau. Hết đó. Không được luôn. Không bôi, mà nếu mà to to thì bôi tê, mà nhỏ không, quá thôi. Nhỏ nhỏ đầy mặt luôn. Tới cổ luôn. Chịu ra không được rồi, nó nằm đập chân mà dưới đất hết rồi. Đúng quá rồi đó. Có mụn kia hả? Mụn cám được hả? Có mụn cám không? Ít mụn ở bên đó. Em nhổ sơ cái mụn cám hoặc nặng sơ đi, để xí chị qua chị nè. Sơ sơ mụn thịt chà, sẽ có cắt không?
làm chỗ nào bị không lạnh. Ngay cái họng điều hòa. Mm-hmm.